Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Ca bệnh này khởi bệnh khi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là một thanh niên 25 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân khởi bệnh ngày 17 tháng 9 và có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục nên đi khám, điều trị tại phòng khám tư, nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến ngày 22 tháng 9, bệnh nhân đến Bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh khám. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ nên đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 23 tháng 9 cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Trước đó, ngày 16 tháng 9, bệnh nhân tiếp xúc với bạn gái ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hiện người này đang có triệu chứng phát ban quanh cơ quan sinh dục và CDC Đồng Nai đã chuyển thông tin cho CDC Bình Dương xác minh, điều tra xử lý.